Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Đề cập diễn biến vụ vỡ đê xảy ra ở thành phố Os tại vùng Orenburg, Đông Nam Nga vừa qua, chính quyền địa phương cho biết tình hình ngập lụt ở thành phố Os đang diễn biến theo kịch bản xấu nhất với 6.644 ngôi nhà đã bị ngập nước. 11 cơ sở trú ẩn tạm thời với sức chứa 8.087 người đã được thiết lập. Thị trưởng thành phố Oz cho hay, tình hình lũ lụt vẫn rất nghiêm trọng khi nước tiếp tục dâng và sẽ tiếp tục tăng lên trong vài ngày tới, gây ra tình trạng mất điện diện rộng. Thị trưởng Oz khuyến cáo, khi nước dâng lên, các bạn phải sơ tán ngay lập tức, mang theo giấy tờ và tài sản quý rồi rời khỏi nhà. Các kênh truyền thông trong khu vực cho biết hiện lực lượng chức năng đang căng mình sơ tán người dân khỏi các vùng ngập lụt ở Oz bất kể đêm ngày. Ông Alexander Kurenkov, Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết hơn 4.000 dân ở Ost đã được sơ tán tới các cơ sở trú ẩn. 4.100 người và 800 thiết bị đang được huy động để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn ở vùng ngập lụt. Ông nói, căn cứ vào tình hình hiện tại và các thông tin mà chúng tôi nhận được, tôi đề xuất vụ ngập lụt ở vùng Orenburg là tình trạng khẩn cấp liên bang và thiết lập động thái phản ứng trên quy mô toàn quốc. Tỉnh trưởng tỉnh Orenburg, ông Dennis Passler cho biết đây là trận lũ tồi tệ nhất xảy ra tại địa phương kể từ khi giới chức bắt đầu thống kê. Ông nói, lũ lụt đã được ghi nhận dọc theo toàn bộ sông Uran dài 2.400 km, dài thứ ba châu Âu, chảy qua tỉnh Orenburg rồi qua Kazakhstan trước khi đổ vào biển Caspi. Tại Kazakhstan, Tổng thống kassym Jomart Tokayev trước đó cho biết lũ lụt lần này là thiên tai lớn nhất đất nước trong 80 năm qua, xét về quy mô và mức độ ảnh hưởng. Truyền thông Nga dẫn lời chính quyền tỉnh Orenburg ước tính thiệt hại do lũ lụt gây ra tại địa phương vào khoảng 21 tỷ rúp, khoảng 227 triệu đô la Mỹ, và cho biết nước lũ sẽ chỉ rút sau ngày 20 tháng 4. Cảnh báo lũ lụt đã được đưa ra ở các khu vực khác của Nga và Bộ trưởng Kurenkov cho biết tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhanh. Các quan chức địa phương cho biết, con đê ở Os được xây dựng để ngăn chặn mực nước 5,5 mét, nhưng mực nước sông Uran đã dâng lên đến 9,6 mét. Các nhà điều tra liên bang đã mở một vụ án hình sự xoay quanh cáo buộc thiếu trách nhiệm và vi phạm các quy tắc an toàn trong quá trình xây dựng con đê năm 2010. Các công tố viên cho rằng công trình đã không được bảo trì đúng cách. Theo hãng tin AP, các cơ quan chức năng Đài Loan Trung Quốc cho biết 70 thợ mỏ bị mắc kẹt trong hai mỏ than sau trận động đất mạnh 7,2 độ ngày 3 tháng 4. Trong khi đó, 50 người khác là nhân viên khách sạn mất tích trên đường đến công viên, theo cơ quan cứu hỏa. Họ đã sơ tán khoảng 70 người bị mắc kẹt trong các đường hầm gần thành phố Hoa Liên. Công ty điện lực Tai Power cho biết đã khôi phục hầu hết điện cho các thành phố sau trận động đất và hai nhà máy điện hạt nhân trên đảo không bị ảnh hưởng. Nhà điều hành đường sắt cao tốc của Đài Loan không ghi nhận thiệt hại hay thương tích nào trên các đoàn tàu, nhưng thông báo dịch vụ sẽ chậm trễ. Ngoài ra, nhà cung cấp chip cho Apple và NVIDIA, công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan, đã sơ tán một số nhà máy và hệ thống an toàn của họ hoạt động bình thường cũng theo Reuters, thành phố Đài Bắc vẫn có thể cảm nhận được các dư chấn, với hơn 25 dư chấn được ghi nhận cho đến nay. Truyền thông Trung Quốc cho biết các dư chấn cũng xuất hiện ở tỉnh Phúc Kiến và Thượng Hải phía đông Trung Quốc. Trong khi đó, cơ quan thời tiết Nhật Bản cũng cho biết một số đợt sóng thần nhỏ đã tràn tới các khu vực phía nam tỉnh Okinawa. Theo những hình ảnh phát sóng trên truyền hình, một số tòa nhà đổ nghiêng rất nguy hiểm tại huyện miền núi Hoa Liên, nơi gần tâm chấn động đất. Trang Garden cũng đăng tải đoạn video dài gần 30 giây ghi lại khoảnh khắc mặt đất rung lên ở một đường phố của Hoa Liên. Một tòa nhà cao tầng bên đường bỗng chốc đổ sập xuống, bụi tung mù mịt khiến người đi đường vội vã bỏ lại phương tiện và chạy thoát thân. Hiện chưa rõ có thương vong nào trong trường hợp trên hay không. Trận động đất cũng gây ra lở đất diện rộng, khiến hàng chục người bị cô lập. Trong số đó, nhiều người đang mắc kẹt trong các đường hầm xuyên núi mặc dù vậy các quy định xây dựng nghiêm ngặt và nhận thức rộng rãi về thảm họa của công chúng dường như đã ngăn chặn được thảm họa lớn đối với hòn đảo thường xuyên xảy ra động đất do nằm gần điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo địa chất theo công ty điện lực tai power phần lớn mạng lưới điện đã được khôi phục sau động đất do hai nhà máy điện hạt nhân trên đảo không bị ảnh hưởng Nhà điều hành đường sắt cao tốc của Đài Loan cho biết không có thiệt hại về người và vật chất trên các chuyến tàu của công ty, mặc dù các dịch vụ sẽ bị trì hoãn do cần kiểm tra để đảm bảo an toàn. Nhà chức trách Đài Loan Trung Quốc đã xếp hạng trận động đất này thuộc cấp 6, cấp độ cao thứ 2 trên thang đo từ 1 đến 7. Tòa nhà thương mại Đài Bắc 101 nổi tiếng tại Đài Bắc đã thắp sáng suốt đêm mùng 3 tháng 4 để tưởng nhớ các nạn nhân của trận động đất này. Trong phiên tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, xét xử các kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, kháng cáo của người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan trong vụ án mà bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hội đồng xét xử cho các luật sư bào chữa cho các bị cáo và các bị cáo tự bào chữa. Luật sư Hồ Nguyên Lễ đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh là luật sư bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa sơ thẩm trình bày với hội đồng xét xử rằng sau bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Phương Hằng có khắc phục hậu quả. Theo luật sư, đây là tình tiết mới, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm án dưới mức 3 năm tù mà án sơ thẩm đã tuyên đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Về phía bà Nguyễn Phương Hằng, tại phiên xét xử buổi sáng, bà Nguyễn Phương Hằng đã cười rất tươi. Tuy nhiên, trong phiên xét xử buổi chiều, bà Nguyễn Phương Hằng đã bật khóc và xin giảm án dù chỉ là một ngày tù. Bà nói, bị cáo rất hạnh phúc mặc dù không chống án nhưng mong rằng tòa luôn công bằng với mọi công dân. Bị cáo là người vợ, người mẹ tốt và có ích cho xã hội, chỉ mong tòa giảm cho bị cáo dù chỉ một ngày tù vì đã đóng góp nhiều cho xã hội, mong tòa cho một chút danh dự dù bị cáo phạm tội. Tuy nhiên, Thẩm phán phiên tòa không chấp nhận đề nghị giảm án của bà Nguyễn Phương Hằng, do muốn kháng cáo thì phải có đơn và thực hiện theo đúng trình tự. Bị cáo Hằng không kháng cáo, không có đơn kháng cáo nên hội đồng xét xử sẽ không xem xét đề nghị. Việc khắc phục hậu quả thì tòa sẽ ghi nhận. Cũng do không có đơn kháng cáo nên bà Nguyễn Phương Hằng không được nói lời sau cùng. Trong vụ án này, bà Nguyễn Phương Hằng bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử và tuyên phạt 3 năm tù. Các đồng phạm của bà Hằng bị tuyên phạt từ 18 tháng đến 2 năm 6 tháng tù cùng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà Chu Phượng Liên, phát ngôn viên văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh đã đề nghị hỗ trợ cứu trợ sau khi Đài Loan xảy ra động đất. Hãng tin CNN dẫn lời bà Chu, các bên liên quan ở đại lục hiện hết sức quan ngại và gửi lời chia buồn chân thành tới người dân Đài Loan Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Bà nhấn mạnh Trung Quốc sẽ chú tâm đến tình hình và hậu quả sau thảm họa, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ cứu trợ thiên tai. Tuy nhiên, theo báo SCMP, Hội đồng phụ trách các vấn đề đại lục MAC của Đài Loan đã từ chối hỗ trợ của Trung Quốc. Hội đồng phụ trách các vấn đề đại lục của Đài Loan cho hay chúng tôi nhận thấy rằng Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về trận động đất ở ngoài khơi Hoa Liên. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của họ, nhưng đại lục không cần thiết phải hỗ trợ chúng tôi trong việc cứu trợ thiên tai. Trong khi đó, Mỹ cho biết họ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Đài Loan sau trận động đất. Hiện Đài Loan chưa lên tiếng về việc đề nghị giúp đỡ từ phía Mỹ. Theo Trung tâm Chỉ huy Khẩn cấp Đài Loan, CEOC, nhiều báo cáo cho biết có người đang mắc kẹt trong 7 tòa nhà bị đổ sập do động đất mạnh 7,2 độ vào sáng hôm 3 tháng 4. Theo đó, trận động đất đã khiến nhiều tòa nhà ở Đài Loan sụp đổ. Trong đó, quận Hoa Liên có số tòa nhà bị hư hại chiếm nhiều nhất vì khu vực nằm gần tâm chấn. Trung tâm chỉ huy khẩn cấp Đài Loan cho biết thêm trận động đất đã ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện, khiến hơn 91.000 hộ gia đình mất điện. Công ty điện lực Đài Loan Tai Power đang nỗ lực khắc phục sự cố. Ngoài ra, một số dịch vụ tàu hỏa ở miền Đông Đài Loan đã tạm dừng sau khi trận động đất xảy ra. Truyền thông Đài Loan đưa tin, đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở đảo này trong 25 năm qua. Vào sáng 3 tháng 4, một trận động đất có độ lớn 7,5 đã xảy ra ở khu vực ngoài khơi đảo Okinawa, Nhật Bản, ở gần Đài Loan Trung Quốc, tâm chấn nằm ngoài khơi Thái Bình Dương, tại các khu vực thuộc đảo Yonaguni, cấp độ địa chấn được ghi nhận ở mức độ 4 theo thang đo của Nhật Bản trong khi tại các đảo Ishigaki, Iriomote, Kuro, Hatejima ở thị trấn Taketomi là cấp độ 3. Ngoài ra, ở thành phố Miyakojima và đảo Tajama cũng xảy ra các cơn chấn động với mức độ địa chấn cấp 2 được quan sát thấy. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, đây là lần đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, một trận động đất có độ lớn 5 được quan sát thấy ở tỉnh Okinawa, kể từ sau trận động đất có độ lớn 5,6 với tâm chấn xảy ra gần đảo Izo Omote. Ngay sau khi xảy ra trận động đất, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo sóng thần ở hàng loạt các khu vực Miyakoshima, Yaeyama của tỉnh Okinawa và khu vực đảo chính Okinawa. Độ cao của sóng thần dự kiến là 3 mét ở khu vực Miyakoshima, Yaeyama và khu vực đảo chính Okinawa. Tùy thuộc vào vị trí, sóng thần có thể đạt tới độ cao lớn hơn độ cao quan sát được trên máy đo thủy triều. Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng khuyến cáo người dân, ngay thời điểm hiện tại cần theo dõi các thông tin liên quan tròn đồng đất trên đài phát thanh, điện thoại di động, di chuyển nhanh đến những khu vực cao, đồng thời cẩn trọng với khả năng xảy ra lỡ đất và sập nhà do các dư chấn sau đó. Trước đó, một cơn sóng thần cao 30cm đã được quan sát thấy trên đảo Yonaguni. Sau đó, một cơn sóng thần khác cũng được xác nhận xảy ra tại đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa với độ cao tương tự và nhiều nơi khác tại đảo Yonaguni và đảo Miyako. Chính phủ Nhật Bản đã nhanh chóng thành lập văn phòng liên lạc văn phòng thủ tướng tại Trung tâm Quản lý Khủng hoảng để thu thập thông tin và thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Tòa thị chính Yonaguni kêu gọi người dân sơ tán đến địa điểm an toàn và nhân viên cũng bắt đầu sơ tán lên vùng đất cao hơn. Trong khi đó, Sở Cứu Hỏa thành phố Ishigaki, tỉnh Okinawa cũng kêu gọi người dân ở các khu vực ven biển sơ tán thông qua đài phát thanh hành chính phòng chống thiên tai. Kể từ lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 4, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã tổ chức họp báo để giải thích những lưu ý liên quan đến cảnh báo sóng thần và các cơ chế động đất khác nhau.